Rồi nè. Vô. Không. Đấy. Thôi. Bây giờ ra mà sao còn lấy gì nữa hả? Không nguy hiểm. Rồi, cái nào video nào xấu mình sẽ có đây. Anh đi. Bây giờ nó chết lên đường đó. Đóng tay là tôi đi. Xe đầu á. Xe là tao đem dẻo rồi. Đó là lý do mà nó có biệt danh á. Không có ai giành được á. Còn quanh nó quánh như vô lưới một bữa là thằng Hải con 10 lần. Hai nó có con chưa mà không ai chiếm được biệt danh không hỏi rồi. Hỏi thầy bác thôi chứ không nói chung là dân cái lô già mà ba đã về hôn rồi đúng không? Về hôn là ở đây rồi đó về rồi gần cá gần cá ơi nhưng mà cái gì á cái bà đang làm bên của ông đây đây lâu lắm rồi ba đây ba đây quách chị giờ mấy bảo hiểm này này quá đi không để em Hãy
Đứng không có đau khổ luôn nha. Ngon lành.